thì cúng ở trên Tam Bảo rồi cũng không thấy gì. Thì đi ra ngoài bàn thông thiên á, ra ngoài bàn thông thiên á thì tôi cúng, đọc bài cúng rồi xong, cúng rồi lại bốn lại xong rồi, thì vừa lại vừa đang lại, đang lại thì tôi thấy Phật Quan Âm á, là bả đứng ngay chân trước mặt luôn, mà ngóc lên là thấy, ngóc lên là thấy, mà chiếu liễu hồng quang luôn. Mà trong khi cái Phật Quan Âm là cái hình hồi đó nha, nhà tôi thờ á là cái miếng chanh là treo cái hình Phật Quan Âm, là miếng chanh á, miếng chanh bằng giấy đó, là có cái hình mà Phật Quan Âm mà dẫn kim đồng ngọc nữ nít nít. Hôm nay cũng có hữu duyên đến được gặp cô Út đây, thì con cũng nghe cô Út là thấy những cái chuyện cũng như là về Phật pháp tâm linh, thì cô cũng nằm chim bao thấy được Phật. Thì hôm nay con đến để nhờ Út chia sẻ lên những cái câu chuyện mà Út gặp đó, để kể là cho bà con mình nghe, để bà con mình tinh tấn để tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chào mấy chú. Chào tất cả trên cộng đồng mạng. Trong và ngoài nước. Lớn nhỏ xa gần. Dạ, mình tu tại gia mà hôm nay là cũng đủ nhân duyên, mấy chú người tế đặng quay đặng mình chia sẻ lúc này, nói ra đặng cho trên cộng đồng mạng sai gần đều biết, chứ không phải là cái sự này phô trương ra cũng không có tốt, nhưng mà mình nói đặng để cho những cái hậu tấn sau này để biết cái sự Phật pháp màu nhiệm. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì vừa rồi mấy ngày nay thì tôi có bị tai nạn, tôi té, thì tôi dắt tôi té, thì cái trúng vô cái đầu gối với cái giò hai bên hết, cắn vô ba sườn, thì tôi dắt té thì cái giò cái đầu gối nó cắn đau điếng hết trơn dưới cái giò nè, thì nó đau rồi chúng cái ba sườn vô trong cái lưu á, thì tôi tưởng đâu có ba sườn tôi nó giật hay gì rồi, thì đứng lên đau thì tôi cúng á, thì trong khi tôi cúng á thì tôi đứng tôi xá không à, tôi không có quỳ được. Buổi sáng á, cái buổi chiều á tôi mới uống thuốc vô rồi tôi mới sao nó giảm đau, nó đỡ đỡ nhưng cũng còn đau nha, mà tôi nói chắc tôi cúng không có được rồi. Cái kiểu này mà nó đập ngay đầu gối này là tôi cúng hết được rồi. Thì tôi mới cúng tôi quỳ. Tôi nói kệ tôi quỳ thí đại đi. Tôi quỳ sao nó không có đau hết trơn á. Thì tôi cúng bài cúng thường lệ thì sáng chiều đó. Đọc bài cúng rồi cúng xong rồi thì ở trong cửu quyền á. Thì không có thấy cái gì. Thì cúng ở trên Tam Bảo rồi cũng không thấy gì. Thì đi ra ngoài bàn thông thiên á, ra ngoài bàn thông thiên á thì tôi cúng, đọc bài cúng rồi xong, cúng rồi lại bốn lại xong rồi, thì vừa đang lại thì tôi thấy Phật Quan Âm á, là bả đứng ngay chân trước mặt luôn, mà ngóc lên là thấy mà chiếu liễu hồng quang luôn. Mà trong khi cái Phật Quan Âm là cái hình hồi đó nha, nhà tôi thờ á là cái miếng chanh là treo cái hình Phật Quan Âm, là miếng chanh á, miếng chanh bằng giấy đó, là có cái hình mà Phật Quan Âm mà dẫn kim đồng ngọc nữ nít nít. Là đầu, trong khi đó là cái hình đó màu trắng đó là tôi vừa lại gì thì tôi ngóc lên gì thì tôi đâu có nhắm mắt, tôi lại thì tôi Nam Mô A Di Đà Phật, tôi mở mắt gì nè thì tôi thấy ở trước mặt gì nè chiếu hồ quang sáng chân hả, mà cái nguyên hình Phật Quan Âm luôn, hiện cái thân kim hình
hiện thân kim Phật nhỏ lại cho thấy luôn, chứ không phải là thân, không phải là cái thân của Phật bự nha. Hiện thân kim Phật nhỏ, thân kim Phật nhỏ lại cho thấy, thì tôi lại, trong khi lúc đó ha, tôi lại không có nổi, mà sao tự nhiên tôi thấy Phật vậy đó, rồi tôi lại được 100 mấy chục lại luôn đó. Tôi lại hoài, lại hoài, không biết mệt luôn, lại hoài. Mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật ngóc lên thì thấy, Nam Mô A Di Đà Phật ngóc lên thì thấy, mà cứ gì hoài đó, mà lại hoài không thấy mệt luôn. Thì cái bắt đầu hồi từ, cái bắt đầu cái nó tan dần ra vậy nè, là bà biến mất tiêu. Rồi bắt đầu tôi cúng xong là không biết mệt luôn, là không đau, không mình mẩy, không gì hết chứ, là tôi cũng không uống thuốc nữa, là vậy đó, là không có uống miếng thuốc nào chứ, là rồi vậy đó, là đầu từ đó, từ bữa sau là đầu không uống thuốc luôn, rồi là vậy đó, là tới không uống thuốc mà tới cúng luôn bình thường luôn, không hết trơn bao sườn hết, giờ cẳng gì hết trơn, đau hết trơn luôn. Mà nó nào nghe nha, tôi cũng có đọc Đại Bi Chú nha, cũng từ mấy tháng nay là có đọc Đại Bi Chú, từ hồi con bé Tường Lam nó lên đó, tới giờ đó tôi mới thuộc, chứ lúc trước tôi không có thuộc Đại Bi Chú. Tôi cúng bài cúng của Đức Thầy, chứ không có thuộc Đại Bi Chú, mà mấy tháng nay tôi mới thuộc Đại Bi Chú mấy tháng nay hả? Là bữa nào sáng cúng, chiều cúng gì đó. Lạc đầu sao tôi thấy là hình Phật Quan Âm mà bà hiện cái thân kim Phật, từ hồi ấy tới giờ hay trong chim bao là thấy Đức Phật là cái thân lớn lớn bự lắm luôn, mà sao chuyến này là cho tôi thấy là hiện thân kim Phật nhỏ trước mặt vậy thôi, đủ vừa tầm cho tôi thấy, nhìn cái tầm gì thấy vừa tầm mắt vậy nè, vừa thấy tầm mắt là thân kim Phật nhỏ. Còn họ giác mà chim bao thì bà không có cho thấy nhỏ đâu, bự lắm luôn. Phật đi A Di Đà cũng bự nữa, mấy ông có cho thấy nhỏ. Mà sao mà chuyến này Phật Quan Âm, chuyến này hiện thân kim Phật cho thấy nè, tại vì tôi bị nạn đó chú, tôi bị té đó, rồi tôi bị té, rồi tôi đau quá đó, rồi tôi cũng không được đó. Tôi nói chuyến này rồi, chuyến này chắc mình té mình khuế rồi, bà hết cúng được rồi. Sao tự nhiên tôi gán cái đầu gối nó đau dữ vậy, mà tôi quỳ tôi cúng hết trơn luôn. Rồi tôi cúng rồi là thấy Phật, rồi là đầu thì qua bữa sau chiều lại là chiều ở sáng lại là đầu hết trơn luôn, hết trơn, không uống thuốc gì, hết đau luôn tới giờ luôn. Là lại bữa đó 100 mấy chục lại là bữa đó nhìn đói luôn đó, nhìn đói mà lại gì đó. Rồi Phật cho thấy gì là hết đau luôn, không có uống thuốc men gì chứ, hết trơn luôn. Thấy là cái Phật pháp mà rất màu nhiệm không? Bởi vì bây giờ quý cô bác anh chị em mình á, dáng mà lo niệm Phật đi, bây giờ mình không có bây giờ mình làm thiền, ăn lành ở thiền, ngược đầu mình niệm Phật hoài hoài như tôi vậy nè, đi đứng nằm ngồi Nam Mô Di Đà Phật, tôi mặn gì cũng Nam Mô Di Đà Phật, tôi ngủ trừ ra tôi ngủ thì tôi quên thôi, chứ mà trong giấc ngủ cũng nhớ nữa, thức ngủ không có mê niệm Phật nữa đó, rồi ít có ngủ mê lắm. Nên hồi cái nhắm mắt vừa mê gì lạc đầu nhớ lại Nam Mô Di Đà Phật đó, vừa mê là gì đã dễ gắng niệm Phật được. Cái niệm Phật đó Phật độ dữ lắm, để tôi thấy rồi nó mới té vừa rồi đó, là tôi thấy không thể nào tôi cúng được hết. Tôi nói nếu mà tôi cúng gì không có tôi bị đau gì rồi tôi cúng làm sao mà tôi cầu nguyện được cho cụ quyền ông bà, rồi cho bà già bà tánh được, rồi tôi mấy gầu sao mà tự nhiên tôi thấy Phật Quan Âm gì tới cái là hết trơn đau, mình mấy hết trơn đau phải ghê, rồi tự ngày mình mấy. Dạ thì cô ơi, cô có suy nghĩ rằng trước kia thấy Phật Quan Âm là cái hình dáng tướng bự, còn sau này thấy cái hình nhỏ, thì cô có suy nghĩ rằng sự khác nhau giữa tướng nhỏ và tướng bự gì, cô có chiêm nghiệm lại suy nghĩ và mình ngộ ra được một cái điều gì không cô? Tôi trong chim bao ha, thì tôi thấy là cái thân kim Phật Phật á, là cái thân của Phật lớn lắm, thân của Phật lớn lắm, mà sao mà bây giờ cho tôi thấy hiện bằng ngày luôn, bằng mắt thịt luôn, và thấy cho tôi thấy là cái thân kim Phật nhỏ, không biết là cái khuyết của Phật là cái khuyết của Phật cho mình
thu cái pháp lại cho mình thấy nhỏ hay là sao, tôi không 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 gành chuyện đó nữa. Nhưng mà tôi biết được thấy hiện tại thì thấy nhỏ. Dạ. Nhưng mà trong chiêm bao thì tôi thấy bự lắm. Dạ. Từ hồi đó tới giờ chiêm bao hay là tôi thấy lúc nào đâu Phật nào cũng vậy, Phật nào cũng là bự lắm luôn. Mà sao mà chuyến này thấy Phật Quan Âm hiện thấy ban ngày thì dắt chiều cũng năm giờ gửi cỡ đó cũng chưa có tối, thấy mà dắt đó cũng chưa có tối thì thấy rõ ràng luôn. Mà tôi mỗi lần tôi lại gì là tôi ngóc lên là tôi thấy mà đứng ở trước mặt tổ hồ quang chiếu gì nè. Dạ, lúc đó là giờ mình nên cô thấy nhà có thì cô cúng nữa. Đó cô. Dạ. Cúng mà cô thấy. Dạ. Thì cô đang cúng mà bằng thông thiên á, chứ cha dắt cúng trong cô quyền không thấy, mà đang mà bằng thông thiên á, đứng là thấy ngoài bằng thông thiên á. Thầy cái nhà của cô đâu có cúng mà xăng, cúng trong nhà. Đấy, cái cửa cô làm gì là cúng trong nhà luôn. Mà cô ngóc lên thì cô thấy đứng trước mặt gì nè, mặt tỏ hào quang sáng gì nè. Rồi đầu cái cô mới lại hoài luôn. Cô niệm Nam Mô Di Đà Phật lại hoài, mà cô lại chừng độ chừng trăm mấy chục lại hay nhiều lắm luôn. Lại hoài không mệt. Rồi buông ra rồi đầu cô nghĩ cô không lại nữa, từ từ cô từ từ bà biến đâu mất tiêu, rồi cô mới nghĩ lại. Rồi từ đó tới sau cô khỏe luôn, cô không uống thuốc gì trên, cô mạnh luôn. Dạ. Cô có suy nghĩ rằng trước kia cô thấy Quan Âm là cái hình tượng lớn, cái hình ảnh đó là lớn, sau này nó nhỏ, có phải chăng rằng cái nạn của cô trước kia nó còn nhiều thì bà Quan Âm lớn, còn cái nạn ngày nay nó càng ngày càng nhỏ dần hơn thì bà Quan Âm nhỏ, có phải điều đó không? Cô có suy nghĩ giống vậy không cô? Cái đó thì chắc cũng một lẽ, nhưng mà cho thấy hiện bằng ban ngày, bằng cặp mắt cái nhãn quan của mình mà thấy là không có cho thấy lớn. Tại vì trong chiêm bao á thì nó còn mơ hồ á, trong chiêm bao nó còn cái giấc ngủ mình nó còn mơ hồ, thành thử ra thấy lớn. Còn bây giờ cũng như là thấy ban ngày á, ban ngày là chắc là cái nhãn quan không có cho mình thấy được cái sự bự đó. Cũng như tại vì cái khu vực mình cúng á, cũng bự quá cũng không được nữa, cái chỗ đó nó chặt rồi, cho rộng lớn cũng không được nữa, nó vừa tầm độ cái người ta, không có bự quá được nữa. Tại vì cái chỗ mình cúng đó thì mắc cái cửa rồi, nó không có bự hơn, chứ không phải chắc ở ngoài sân chắc bà cho thấy lớn. Dạ. Bà thì hiện vậy về, ngoài ra Úc còn có thấy thêm vị Phật nào nữa hay Bồ Tát nào nữa không Úc? Thì như Phật Quan Âm thì cô mới thấy là ban ngày, là mới thấy hiện tiền ban ngày nha. Còn từ hồi đó tới giờ là cho cô thấy là trong chiêm bao không à. Cái gì báo mộng cho cô biết trước hay là cho cô thấy trong chiêm bao? Còn Phật A-di-đà, Đức Phật A-di-đà, rồi Đức Thích Ca Mâu Ni, rồi năm ông Kiều Trần Như, rồi Đức Phật Già Lam, rồi mấy vị thằng kêu thằng gì nè, sanh tử kêu gì, tử thần. Yeah. Tử thần ông cũng cho thấy nữa. Rồi ông địa ông thần tài. Yeah. Rồi thấy đủ hết trơn á, các vị hết trơn. Mà sao mà con cái mà Đức Cố với ông Ba rồi chưa thấy mấy ông đó nè, với ông Nguyễn chưa thấy. Yeah. Mà các vị Phật thấy hết trơn rồi, mà sao mà có một cái là mấy ông vị thần có đi núi thì mấy ông cho thấy cái qua lực thôi, chứ chưa có cho thấy cái hình, chưa có cho thấy cái hình bóng nha. Là đi núi hôm đó là cũng như để tôi kể ví dụ, đi núi là đi khoái đoàn của người ta, rồi cái dắt khuya cái ba giờ rưỡi gì đó mấy ông thức dậy cúng, mà dắt đó trời mưa cái cô đem cái võng, cô nằm ngủ võng đó, cái cô nằm mà cô thấy trời mưa thôi kệ đi, ai cúng mình nằm nướng nằm nướng, cái tật nằm nướng làm biến không có được, cái bắt đầu cái cô mới chùm cái võng lại vậy nè, chùm phủ đầu lại, cái bắt đầu cái ở trên đầu võng vậy nè, hai cái cây dân võng á ở trên nhà trọ Sáu Nghĩa, mà mấy chú có đi nhà trọ Sáu Nghĩa không? Nhà trọ Sáu Nghĩa là dân cái võng là hai cây tre đó, cái dỗ ba cái trên đầu nằm vậy nè, dỗ trên cái tre nghe, chứ không phải dỗ lên đầu tôi nghe.
vỗ ba cái gì nè, cái bắt đầu ha, vỗ ba cái rồi cái bắt đầu một hàng giống của người ta gì nè, thì quay quay lực của thằng nó mạnh lắm. Ông ngồi xuống một cái gần gì nè, ông ngồi một lượt một cái gần gì nè, lớn lắm. Cái tôi mới quảng hồn kinh khiếp, tôi mở cái giỏng ra, ủa giỏng không có ai hết trơn mà sao kỳ ta. Cái tạo cái người ta đi lên cúng hết trơn rồi, tôi quảng hồn, tôi chạy viết lên tôi cúng. Thì tôi lấy cái áo dài lên tôi cúng là ấm hỉnh luôn, không có lạnh nữa, là tôi cúng rồi là chư thần nhắc nhở đó. Mà tôi biết cái quay lực của thằng thôi, chứ không phải không có thấy nha, không có thấy cặp mắt nha. Nhưng mà chuyến này là thấy cặp mắt rồi, cái nhãn quan Phật cho thấy, cái nhãn quan là Phật hiện thân kim Phật nhỏ lại cho mình thấy, cái nhãn quan thấy ban ngày nè, còn kỳ đó đi núi thì ban đêm, mà cái quay lực của thằng mà chỉ là cái tâm nghe thôi, chứ không có thấy được con mắt, cái tâm nghe thôi chứ không có thấy được cặp mắt thấy nhãn quan không có thấy được. Còn chuyến này nè, chuyến này cúng là Phật Quan Âm cho thấy được cái nhãn quan vừa thấy luôn, vừa thấy được thật luôn. Còn cái kỳ đế đi núi là quay lực của thằng là cái tâm nghe thôi, chứ không có thấy được cặp mắt. Còn như nằm ngủ chim bao á, thì thấy các vị Phật đó là toàn là trong chim bao á, là thấy là ví dụ như vị Phật nào muốn cho mình thấy ha, là mình biết được vị Phật đó là cho thấy. Còn thí dụ quỷ nó cũng cho mình thấy nữa, tôi cũng vẫn biết nữa. Thí dụ quỷ tôi cũng vẫn biết nữa, rồi con ma tôi cũng vẫn biết nữa. Mà cái vị nào cho thấy là biết chứ, mà thấy rồi là đầu sáng suốt nhớ hoài luôn, không có quên, nhớ hoài không quên. Còn vị nào, còn lúc nào mà không cho thấy, không cho ha, rồi thấy rồi là không có cho mình gặp đó ha, là rồi quên chứ. Cũng như năm ông Kiều Trần Như đó, tôi đâu có biết ông năm ông Kiều Trần Như đâu, hồi đó tôi đâu có biết đâu. Chú biết ông năm Kiều Trần Như không? Dạ biết. Năm ông Kiều Trần Như đó là thì Đức Thích Ca Mâu Ni là đó, Đức Phật ổng độ năm ông đó là đầu tiên trước đó, độ năm ông đó là tu đắc đạo trước đó. Tại vì tôi ngủ cái tôi thấy tự nhiên cái năm ông đó ông ngồi kiết dạ xong gượt tôi hoài hả. Cái tôi nói ủa sao mà mấy ông này sao gượt mình hoài chi ta. Cái gượt là chú biết kỳ đó ha, rồi cái điềm nó cho biết đó, là gượt theo rồi tôi chạy cùng rồi tới cái dách đó, đụng vô cái dách cùng rồi cái bắt đầu cái Phật Quan Âm á ở trên bà xuất hiện xuống nói nè con á, bây giờ con đi xuống cái hang đó con coi gắn mãng xà dưới á, gắn mãng xà con bự dữ lắm. Cái con nói Nam Mô Di Đà Phật, con không biết, con sợ gắn dữ lắm bà ơi. Cái tôi mới niệm Phật, tôi nghe nói tới gắn là tôi quảng hồn kinh khiếp rồi. Cái Phật nói gì nè, con xuống đi, con xuống con coi cái hầm gắn đi. Rồi cái thôi tôi nói thôi con sợ lắm, con không dám xuống. Cái thôi con không đi xuống hầm gắn thì con phải đi cái đường lửa. Thì cái đường lửa cháy nè, cháy dữ dằn, lửa cháy dữ lắm luôn. Cái tôi liều gan tôi nói vậy nè, thôi bây giờ mình sẽ gắn mình cũng sợ nữa, rồi lửa bây giờ mình đi đường lửa chứ hai con đường nào cũng chết hết chứ. Cái Phật nói bây giờ con đi xuống hầm gắn, con coi gắn mang xà đi, con coi đi, đằng sau này đang mà con khỏi lạ với người ta, biểu tôi coi mà tôi sợ muốn chết vậy đó. Cái đạo cái cho mình biết coi đằng nữa sao mình không có lạ, mình gặp ta mình không sợ phải không, để thôi mình sợ cái tôi không dám. Tôi đi lên lửa nha, thôi cãi đi, mình đi lên lửa cãi chết cũng được nữa. Mình đi trên cái đường lửa, lửa cháy phần cháy phần như này, không vô đường lửa queo, lửa ngủ ngắt không có nóng chứ. Cái đầu cây giật mình thức dậy, cái chú biết không, tới cái nhà tôi tự nhiên ha, cộng dây điện ha, tự nhiên cháy phần tôi la làng lên. Mà thời mai ông này có nhà, ông tôi nói ông ơi cái lửa nó cháy nè. Cái ông nói cái gì lửa cháy, ông nằm bao hả, không có lửa cháy, điện cháy thiệt. Ông chạy vô ông dập cộng dây điện, trời đang cháy phần
mai thôi, chứ thôi là mệt tới nơi. Vừa giật mình thức dậy, vừa giật mình thức dậy là cổng dây điện cháy phừng phừng lên. Trời ơi. Hết hồn hết vía luôn rồi. Bắt đầu ha, từ đó tới sau rồi tôi nói ha, tôi nghe cháy gì tùm lum ta la chỗ nào cũng cháy. Cho cái đèn biết gì đó. Mà cái đèn cũng như cái đó là cũng như cái đó là chuyện nhỏ, là nhà mình là chuyện nhỏ, là cái đèn là khắp thế giới luôn. Chứ cái đó là cho mình thấy cái đêm là chuyện nhỏ, là mình ứng đêm lên chuyện nhỏ là mình mới hiểu ra xa rộng chút. Dạ. Yeah. Cho mình biết thấy gì trước mắt vậy đó, nó nhỏ nó không phải có lớn. Rồi tôi nói chú cái Phật á, Phật pháp là màu nhiệm dữ lắm. Bởi vì mình tin Phật thì có Phật, mình tin tưởng là có đó. Ai mà tu mà thiếu đức tin là thua. Tu phải tin tấn, phải tin rồi. Tôi nói hồi đó bây giờ ha, tôi thì cũng không có bao nhiêu, cũng không bằng ai, nhưng mà nhờ cái sự Phật cho mình biết được cái sự màu nhiệm á, cái mình mới tin tấn. Với mình nghèo khổ rồi đầu mình tu hành mình khổ khó gì mình không có. Đúng rồi. Chết mà. Không có sợ đó, không có sợ cái vụ mà khổ khó đó. Thành thử ra mấy được cái Phật ban cái phép màu nhiệm cho mình biết, gặp được Phật thì mình biết, gặp được ma thì mình biết, gặp quỷ thì mình biết, thì gặp vị nào mình biết được vị nấy, gặp thần thì mình biết, thì cho thấy cho biết gì đó. Thì nhờ cái mình không có nại gì, tu hành không có nại gì cái khổ khó đó. À, bữa nay Út nói chuyện rất là hay, nghe rất là huyền diệu thâm vi, nhưng mà bên cạnh người ta đã mở nhạc rồi làm mình không còn yên tĩnh để mình nói nữa rồi. Thôi tụi con cảm ơn Út rất là nhiều, kính chúc Út là thật nhiều sức khỏe và kính chúc quý bà con xem video cũng an lạc, an lành và thân tâm được nhiều hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.